mọi người vâng, sẽ được cái chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Báo TV ngày hôm nay lần đầu tiên cho phép Khanh Báo xin được gửi lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc và bình an trong cuộc sống thì đến với thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Khanh Báo TV xin được cập nhật cái diễn biến cuộc giải cứu bé trai ở Đồng Tháp à, sắp kéo trụ bê tông lên à, cần phải chi viện sau khi thì à, uốt hết bùn đất trong ống thép bao quanh cọc bê tông thì lực lượng cứu hộ sẽ kéo cọc bê tông để giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Thông tin mới nhất về tình hình giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông, Vận tải, Xây dựng, Lao động thương binh xã hội huy động và huy động chuyên gia hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương trong cái thời gian sớm nhất chiều ngày 3 tháng 1 thì nhiều máy móc tiếp tục được đưa đến hiện trường bùn đất đang được lấy ra khỏi ống thép để chuẩn bị kéo ống trụ bê tông lên sau khi thì hút hết bùn đất trong ống thép bao quanh cọc bê tông thì lực lượng cứu hộ sẽ kéo cọc bê tông lên để giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Và đây là những cái thông tin là chưa chưa nay là tức là trưa ngày mùng 3 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục sử dụng chỉ đạo quyết tâm cao của lực lượng thi công, chuyên gia các đơn vị phòng cháy chữa cháy và bộ đội công binh quân khu 9 Uh, dự kiến chiều ngày 3 tháng 1 sẽ hoàn thành đưa cọc bê tông lên để giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. dạng sáng ngày uh, dạng sáng ngày 3 tháng 1 lực lượng chức năng đã khoan xong 5m đất còn lại một uh, ống thép có đường kính 1,5m dài 19m đã được đóng xuống nhằm khóa xích cùng trụ bê tông để khi kéo lên làm uh, trụ đứt gãy lực lượng cứu cứu hộ cứu nạn thì đang sử dụng nhiều thiết bị phương tiện chuyên dụng để tiến hành những cái phương án để giải cứu nạn nhân. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày mùng 3 tháng 1 thì công đoạn đóng ống thép bao quanh trụ bê tông đang có bé thì Thái Lý hậu Nam ở trong đã hoàn thành. Trước đó thì tối ngày mùng 2 tháng 1, ông Lê Hoàng Bảo, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ và đã khoan sói cột được 31 trên 36 mét chỉ còn khoảng 5 mét và khoan nữa để đất mềm ra ông bảo cho biết theo kế hoạch lực lượng chức năng quyết tâm làm để hạ được 5 mét đất cứng còn lại trong đêm ngày mùng 2 tháng 1 sau đó đưa cột bê tông lên để giải cứu bé trai lái thi thái lý hậu nam sinh năm 2012 ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến cái thời điểm này thì chúng tôi đã gần đạt được những cái kết quả rất là tốt. Chúng tôi sẽ hoàn thành giải cứu cháu bé trước sáng ngày mai. Chúng tôi đã làm cật lực tuy nhiên do nhiều cái ảnh hưởng từ địa chất, địa tầng cũng như trang thiết bị phải điều động từ xa nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất là nhiều khó khăn. Ông Bảo nhấn mạnh theo cơ quan chức năng tối ngày mùng 2 tháng 11, tức là ngày mùng 2 tháng 1 có hơn 350 người gồm lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, đại diện cho các cơ sở ngành cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh, lực lượng công an, công binh quân khu 9 có mặt tại hiện trường thực hiện giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, Lê Quốc Phong cũng đến hiện trường chỉ đạo các công tác cứu hộ, lực lượng cứu hộ vẫn đang dùng máy khoan làm mềm đất xung quanh thành ống bê tông nhằm giảm tối đa cái ma sát, sau đó dùng những cái phương tiện. Sau đó dùng những cái phương tiện chuyên dụng kéo ống lên, tiếp tục lực lượng công binh quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi dò tìm vị trí của cháu bé. Tiếp đến thì cắt ống để cứu hộ. Về tình hình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu cho báo chí biết bé trai rơi xuống trụ bê tông hẹp và sâu nên có khả năng bị đa chấn thương. Thêm vào đó thì với cái tình trạng không khí không đảm bảo, nhiệt độ lạnh và không được ăn uống nên lực lượng cũng cung cấp và cùng với tiên lượng sức khỏe của bé rất là xấu thì địa phương đã tính tới cái phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường, ông Bửu cho biết à, tỉnh cũng đã dự phòng phương án ở mức độ xấu hơn. khi kết thúc cứu hộ chúng tôi sẽ có hỗ trợ cho cháu bé và gia đình một cách tốt nhất. tình hình sức khỏe của bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông đang khiến nhiều người lo lắng do chưa xác định được cái cụ thể cái tình trạng hiện tại của bé ra sao. trước đó thì như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin khoảng 11 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì bé Thái Lý Hậu Nam cùng với ba người bạn vào công trình cầu dọc sen nằm trên đường tỉnh lộ 857 xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may thì bé Hậu Nam rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Thì theo cơ quan chức năng việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông rất là khó khăn. Do cái đường kính trụ bê tông quá nhỏ chỉ 25 cm. Nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, các phương án giải cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ khác, nhất là trong cái buổi uh, bối cảnh phải chạy đua với thời gian để hy vọng cứu sống cháu bé. Thì uh, kính thưa quý vị và các bạn thì đây nó cũng là những cái trường hợp rất là hi hữu mà đúng là bé Hạo Nam thì thật sự là cũng vì cái hoàn cảnh tiền nộp học mà cháu uh, đã xin mẹ 60.000 nhưng do vì cái hoàn cảnh của gia đình cũng rất là khó khăn mẹ không có thì em lại phải đi nhặt ve chai để mà bán lấy tiền để uh, đi uh, bán lấy tiền rồi để nộp học cho mình thì không may thì cháu cũng rơi xuống cái trụ bê tông này thực sự là rất là uh, nguy hiểm và cái sự việc này thực ra nó cũng rất là hy hi hữu cũng mong là tất cả mọi người các cơ quan chức năng cùng tất cả nhân dân chúng ta hãy chung tay để cứu cháu bé nếu như Cháu còn sống thì là cực kỳ là may mắn Mà không có nó xảy ra như thế nào thì thực ra là đây cũng là một cái thiệt thòi Cũng là một cái hoàn cảnh thật sự rất là đáng thương thưa quý vị Trong những cái hoàn cảnh này thì thật sự là tất cả mọi người ai ai cũng mong muốn Ai ai ngày đêm cũng cầu nguyện đến ngay cái bản thân của mình đây Mình cũng cầu nguyện cho bé Hạo Nam được mạnh khỏe Và mong cho cháu được tai qua nạn khỏi để về đoàn tụ với gia đình suốt trong mấy ngày hôm nay thì thưa quý vị là gia đình rất là đau khổ mẹ thì cứ ngất lên ngất xuống bố thì thật sự là quên ăn quên ngủ vì lo lắng cho con thì đây là nó cũng là những cái mà uh, cái hoàn cảnh nó đưa đẩy thưa quý vị vì cuộc sống mưu sinh cũng như là cái hoàn cảnh thật sự rất là khó khăn cho nên là cũng mong tất cả mọi người uh, ai trong và ngoài nước tất cả những ai mà ở gần khu vực đó chúng ta hãy đến uh, cứu trợ cũng như là hỗ trợ cho các lực lượng để mong sao cho các lực lượng cố gắng uh, để vượt qua và cố gắng để tìm được cháu bé, cũng như là đưa được cháu bé lên bờ một cách an toàn và một cách tốt nhất. Thì uh, nhân đây thì uh, Khanh Béo cũng xin được uh, cảm ơn tới toàn thể các quý vị và các bạn, uh, các cụ công cụ bà trong và ngoài nước uh, liên tục đã theo dõi uh, Khanh Béo trong cái thời gian vừa qua. Thì xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và chúc cho mọi người có một À, năm mới năm 2023 Mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt Và bình an trong cuộc sống Và các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh Like chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông Để ủng hộ cho Khanh Béo TV Để tiếp tục Khanh Béo TV có động lực Để cập nhật những thông tin mới nhất Cho các quý vị được xem và được thấy Xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn Trong những video tiếp theo Xin cảm ơn quý vị rất nhiều